À, xin chào toàn thể anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh Lê sẽ đi review cho anh chị mình xem một cái căn nhà nằm ngay trong cái khu dân cư đông đúc như thế này luôn nha anh chị. Nhà của mình thì có tổng diện tích là 150m², có sẵn 25m thổ cư, một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp nha anh chị. Vị trí ở đây thì đi ra quốc lộ 1A, chỉ có đúng 100m thôi. Và đường đi vào toàn bộ đã đổ bê tông như thế này hết ha. Đường này thì rộng 4m, xe hơi vào thoải mái nha anh chị. Đây, có một chiếc xe hơi khách hàng vào xem nhà nha anh chị. Đây, nhà của mình thì điện nước đầy đủ nha. Hàng xóm xung quanh đã ở kín, có đồng hồ điện, có sẵn giếng khoan. Và ở đây thì người ta sử dụng nước máy nha anh chị. Đây, cái nước máy ở đây ha. Đó, nhà của mình đã được xây bao rào hết xung quanh rồi nha anh chị. Cái giáp ranh của nhà thì bắt đầu từ đây chạy vào sâu ở trong nhé. Thì người ta có chừa cái đường ra tầm khoảng 3m rưỡi 4m như thế này ha, để lấy chỗ để xe hơi cho anh chị nào có xe hơi ha. Xung quanh thì đã được xây bao rào tường cao hết rồi, và làm cửa ngõ tương đối rất là kiên cố. Căn nhà này thì hai vợ chồng trẻ mới lập nghiệp, và bây giờ thì thất bại cho nên là người ta bán lại nha anh chị. Đây, em sẽ dẫn anh chị mình vào xem. Trước nhà thì có để cái hiên ở phía trước như thế này ha, cũng tương đối rất là rộng rãi, để cho mình có cái chỗ để xe ở ngoài hoặc là để đồ ở ngoài như thế này ha. Nhà thì người ta có lắp camera này, đó, có lắp camera. Và điều đặc biệt đó là căn nhà này thì chủ người ta không có lấy nội thất nha anh chị, để lại toàn bộ nội thất cho mình luôn. Cái mặt trước của nó thì dài, nó rơi vào tầm khoảng 10m nha anh chị nhá. Đó, bắt đầu từ cái góc kia ha, chạy qua góc này, có để cái hin ở bên hông này ha. Rồi, em dẫn anh chị mình vào xem nhà nhé. Đây, căn nhà này thì cách đây tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, em Sinh có đi qua một lần rồi. Thì khi đó có khách tới mua, nhưng mà do cái điều kiện nội bộ gì đó nên là người ta không mua nữa, và người ta hoàn lại cho chủ. Thì hôm nay chủ có nhờ em Sinh đi quay lại cho anh chị mình xem ha. Thì căn nhà này chủ để lại cho mình toàn bộ nội thất nha anh chị. Ở đây bước vào là phòng khách thì có cái tivi nè, có đồng hồ này, và có đèn điện như thế này ha. Đó, nhìn rất là sang. Toàn bộ nhà thì đã được ốp gạch hoa từ chân tường cho tới nóc luôn anh chị nhé. Đây, nhà của mình thì có hệ thống bếp rất là hiện đại ha. Cái giá trị của nó phải rơi vào tầm khoảng hơn 100 triệu nha anh chị. Đó, đây ha. Thì hiện tại cái chị chủ người ta đang ở đây á, cho nên là đồ nó hơi nhiều một chút xíu ha. Thì người ta để lại cho mình tủ rồi bếp rồi tủ lạnh rồi bàn ghế, để lại đầy đủ hết nha anh chị. Người ta chỉ xách đồ dùng cá nhân đi thôi ha. Đó, nhà mình thì có một phòng khách, hai phòng ngủ nha anh chị. Cái phòng khách này thì nó rơi vào tầm khoảng 20m, 2-30m anh chị. Đó, và cái phòng ngủ này thì nó cũng tương đối rất là rộng ha. Phòng ngủ này thì nó phải rơi vào tầm khoảng 12-16m anh chị, cỡ đó. Toàn bộ là đều được ốp từ chân tường cho tới nóc hết nha anh chị nhá. Đó, tại vì chủ người ta kinh doanh quán trà sữa đó, cho nên đồ đạc nó hơi nhiều ha. Đó, thì cái phòng ngủ ở bên á thì người ta có làm cái phòng tắm ở giữa như thế này ha. Đây, em quay sơ cái phòng tắm cho anh chị mình xem. Thì cái phòng tắm này á cũng tương đối rất là rộng ha. Cái phòng tắm này thì nó phải rơi vào tầm khoảng 5m nữa quá, cỡ 4-5m anh chị. Toàn bộ là ốp gạch rất là sạch sẽ ha. Đó, đây, còn đây là phòng ngủ của anh vợ chồng chủ ha. Ở trong phòng ngủ này thì cũng có một cái tivi nhỏ để coi này, máy lạnh để lại đầy đủ hết ha, và một cái tủ đựng quần áo này rất là lớn luôn. Đó, nói chung là về nội thất là người ta sắm sửa đầy đủ rồi, người ta để lại cho mình full nội thất luôn ha. Vị trí căn nhà thì rất là gần đường quốc lộ 1A. Đi ra quốc lộ 1A thì có 100m thôi. Và ra ngay quốc lộ 1A là ngay đường Bình Minh 60 nha anh chị.
Ở đây thì nó nằm ngay trung tâm của ba khu công nghiệp lớn, đó là khu công nghiệp Sông Mây, khu công nghiệp Giang Điền và khu công nghiệp Bầu Xéo. Thì từ vị trí nhà của mình lên thành phố Biên Hòa thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15 km thôi ha. Ở đây đi ra thì chợ trường đầy đủ, nhà thờ giáo xứ đầy đủ nha anh chị. Đó. Bây giờ thì em xin sẽ bay một khúc Flycam cho anh chị mình quan sát được tổng quát cái căn nhà này nhé. Trước màn hình anh chị mình đang theo dõi thì đây là tuyến đường quốc lộ 1A ngay đầu hẻm vào cái căn nhà của mình nha anh chị. Hướng trước mặt anh chị mình là hướng anh chị sẽ di chuyển lên ngã ba Trị An và lên thành phố Biên Hòa. Thì từ căn nhà của mình lên ngã ba Trị An á, nó rơi vào tầm khoảng 2 km và lên thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm khoảng 10 cho tới 15 km ha. Còn đây là căn nhà của mình nha anh chị. Căn nhà hôm nay em xin đi review thì nó nằm ngay ở đây ha. Khu vực ở đây thì xung quanh dân cư ở tương đối rất là đông rồi nha anh chị. Ở cũng rất là dày rồi ha. Ở san sát nhau luôn. Và cái hướng bên tay phải màn hình anh chị đang theo dõi ở đây á, thì đây là hướng anh chị mình sẽ di chuyển xuống dưới thị trấn Trảng Bom và xuống ngay chỗ ngã ba vòng xoay nhà thờ Trà Cổ, nằm ngay ở đây nha anh chị. Đó. Nằm rất là gần cái vị trí lô đất của mình luôn. Và đây cũng là hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển xuống khu công nghiệp Giang Điền và khu công nghiệp Bầu Xéo ha. Em quay một vòng xung quanh khu vực cho anh chị mình quan sát được cái mật độ dân số ở gần cái khu vực căn nhà ha. Và đây là cái đường đi vào căn nhà của mình nha anh chị. Mình vào căn nhà thì mình sẽ đi đường bê tông như thế này ha. Chỉ có tầm khoảng 100 mét thôi là mình tới cái căn nhà của mình rồi. Thì đây, căn nhà của mình là lợp cái màu tôn màu màu xanh xanh đen như thế này anh chị nhé. Và đường thì ô tô vào thoải mái cho nên anh chị thấy có một cái xe hơi đang đậu ngay ở trước cái sân của nhà mình đây ha. Anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà thì bây giờ cùng em đi tìm hiểu trên cái file quy hoạch của nó ha. Cuối video á, thì em sẽ quay cái đường vào cho các anh chị quan sát kỹ hơn ha. Đây là cái file quy hoạch căn nhà mà em xin đang đi review cho anh chị mình xem ha. Thì nó thuộc tờ 18 thửa 52 với tổng diện tích là 750 m² nha anh chị. Cái sổ lớn của nó thì đã có sẵn 200 m thổ cư rồi ha. Và trong một cái khuôn viên sổ lớn như thế này, người ta xây là 8 căn nhà nha anh chị. Thì nhà của mình, anh chị bước từ đường bê tông này vào thì nó nằm ngay ở góc ở đây ha. Căn nhà của mình thì có tổng diện tích là 150 m² và 200 m thổ cư chia đều cho 8 hộ thì mỗi hộ được 25 m nha anh chị. Có sẵn 25 m thổ cư luôn ha. Vị trí này thì là sổ chung và hình thức ký mua bán là sẽ ký mua bán ủy quyền ngoài văn phòng công chứng. Ngoài ra thì anh chủ có ký thêm cho mình một cái giấy tay nữa ha. Ký cái hợp đồng chuyển nhượng là bằng giấy tay hai bên lăn tay nha anh chị. Đó. Nhà của mình đi ra quốc lộ 1A thì nó nằm rất là gần nha anh chị, chỉ có tầm khoảng 100 m thôi ha. Vị trí ở đây thì xung quanh tiện ích sống tương đối rất là đầy đủ nha anh chị. Cái đường hẻm bên hông này này, mình đi thẳng là mình sẽ vào cái cơ sở giáo dục ở trong này nhá. Nằm rất là gần đất của mình luôn và nằm đối diện bên kia đường á cũng là trường học luôn nha anh chị. Nhà thờ giáo xứ luôn ha. Đây, nhà thờ nằm ở đây, nằm rất là gần đất mình thì anh chị nào mà bên tôn giáo mình đi lễ thì rất là thuận tiện, chợ trường cũng đầy đủ luôn nha anh chị. Đây là cái file vị trí trên map của cái đường đi vào căn nhà. Thì em xin sẽ zoom lớn ra cho anh chị mình quan sát ha. Thì đây là đường quốc lộ 1A. Mình sẽ đi vào căn nhà của mình là đường 60 ở đây nha anh chị. Đi vào tầm khoảng 80 mét thì mình rẽ phải ha. Rẽ phải thì căn nhà của mình nằm ở trong đây nha anh chị. Đó. Khi mà anh chị mình đi ra ngoài đầu đường thì cái vị trí này nó nằm rất là gần quốc lộ 1A. Cho nên là tiện ích sống xung quanh đầy đủ ha. Ngay đầu đường luôn thì có cửa hàng rồi quán cà phê, quán ăn rất là nhiều. Anh chị mình đi ra ngoài quốc lộ 1A mà anh chị rẽ phải lên đây á thì có phòng giao dịch Trảng Bom này, rồi Ủy ban xã Bình Minh nằm ở đây nha anh chị. Đó, nằm rất là gần Ủy ban xã, trường tiểu học Kim Đồng nữa ha. Nói chung là trong cái khoảng cách tầm khoảng 1 km đổ lại thôi là tiện ích sống đầy đủ nha anh chị. Ở đây có nhà thờ giáo xứ Tân Bắc nữa nhé. Anh chị nào mà bên tôn giáo thì đi lễ rất là gần luôn. Còn khi mà anh chị mình đi ra quốc lộ 1A, anh chị mình rẽ xuống hướng bên tay trái á, thì anh chị mình sẽ ra ngay cái chỗ nhà thờ
giáo xứ trà cổ ở đây ha. Em zoom lại cho anh chị thấy này. Đây, ngay chỗ nhà cổ, ngay chỗ nhà thờ trà cổ ở đây nha anh chị. Đây là ngay chỗ vòng xoay Võ Nguyên Giáp ha. Thì cái nhà thờ trà cổ nó nằm ngay cái chỗ vòng xoay Võ Nguyên Giáp này nha anh chị. Tiện ích sống ở đây xung quanh đầy đủ nha anh chị nhé. Ở đây thì có giáo xứ Tân Bình này. Ở đây thì trường học các cấp thì nó nằm ngay ở khúc này nha anh chị. Đâu ở đây trong khúc này này. Đây, trường tiểu học Tân Bình. Và cái trường cấp 2 thì nó nằm ở bên này này, trong cái khúc này nha anh chị. Nói chung là cái vị trí ở đây thì nó nằm gần đường lớn cho nên là tiện ích sống xung quanh tương đối rất là đầy đủ. Vị trí này mà anh chị đi di chuyển lên trên cái chỗ ngã ba Trị An á, là chỉ có 2 km thôi, và lên công viên 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 km nha anh chị. Cũng rất là gần cho anh chị nào mà làm ở trên Biên Hòa mình xuống đây ở ha. Thì cái vị trí này anh chị chủ á, người ta đang bán với cái mức giá là 1 tỷ 050 triệu nha anh chị. Giá này thì có bớt cho mình nữa nha, có thương lượng một ít nữa. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo cho em Sinh, em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem nhà thực tế nhé. Sau khi mà anh chị mình theo dõi cái video em Sinh quay thực tế tại căn nhà, tìm hiểu những cái tiện ích sống xung quanh khu vực, thì anh chị nào mà thấy cái vị trí căn nhà này phù hợp với cái nhu cầu mong muốn anh chị đang đi tìm thì cứ alo cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Còn bây giờ thì em Sinh sẽ quay cái đường đi từ quốc lộ 1A vào căn nhà cho anh chị mình theo dõi nhé.